Đây là xu quốc tế cả nhà nha. Đây, thì nhiều người hỏi không biết 1 ký 500 ngàn là bao nhiêu xu. Thì ở đây mình cân sẵn, mình đếm cho anh em xem ha. Đây, đây cân trực tiếp cho anh em xem nè. 1 ký xu. Đấy. Thì tùy theo độ lớn, xu nhỏ và xu lớn. Đấy, 1 ký xu. Rồi, chẳng 1 ký nha cả nhà. Ở đây mình bóc đại, nói chung là mình lựa đại nè. Đấy, 1 ký tầm bao nhiêu đây xu. Thì đếm trực tiếp luôn cho anh em xem ha. Ở đây thì đếm được là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ở đây là mười mấy xu nữa là tầm khoảng 250 xu. Đấy, 250 xu. Nếu mà tùy theo xu nhỏ lớn ha, có thể là 300 xu 1 ký. Đó, tầm khoảng 300 xu 1 ký nếu mà xu nhỏ. Thì xu tầm tầm này, có lớn có nhỏ thì tầm khoảng 250 xu 1 ký. Đấy, rồi. Anh em nào sợ bỏ vô cái cân mình cân lại cho anh em xem. Đấy, trên video đúng 1 ký nha cả nhà. Tầm khoảng 250 xu lớn nhỏ. Đấy, ốc đại á. Anh em có thể mua về tham khảo cũng được. Tầm 250 xu đúng nha cả nhà. Đấy. Đấy, anh em nào mua thì nhắn qua Zalo giúp Tèo. 1 ký 500k. Rồi, mình là Tèo Tùy Xưa. Xin chào tạm biệt anh em nha.